hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ nhóm họp tại thủ đô Vilnius của Litva trong hai ngày 11 và 12 tháng 7. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, nhiều dấu hiệu cho thấy một loạt vấn đề được các nhà lãnh đạo NATO ưu tiên giải quyết đang gặp nhiều khó khăn. Nhận được sự ủng hộ từ đa số thành viên NATO, Thụy Điển đặt mục tiêu tham gia hội nghị thượng đỉnh lần này là nhằm có được cái gật đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cho việc gia nhập NATO. Tại Vilnius, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển Kristersson sẽ gặp nhau. Đó là một cuộc gặp rất quan trọng. Chúng tôi đang làm việc rất tích cực để trở thành thành viên của NATO. Nỗ lực của Thụy Điển dù được giới chức NATO ghi nhận, nhưng ít có dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra quyết định đột phá. Tình hình cũng không khả quan với kỳ vọng của Ukraine về khả năng các thành viên NATO công bố một kế hoạch gia nhập cụ thể cho nước này sau khi chiến tranh kết thúc. Một trong những thách thức với hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là tiến độ tăng quân thường trực tại khu vực sườn phía đông hay kỳ vọng nâng mức chi tiêu quân sự 2% GDP quốc gia trở thành một yêu cầu tối thiểu thay vì là mục tiêu hướng tới. Do hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại một quốc gia giáp Nga và Belarus giữa lúc bối cảnh hai bên đang rất căng thẳng, nên NATO đã tăng cường an ninh một cách tối đa cho Litva. Đến nay, 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ đến Litva. Nhiều nước cũng cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến mà Litva còn thiếu.